Các bạn đang khó khăn trong việc thanh toán các gói của Lock Mobile. Các bạn thấy giá của các gói trong Lock Mobile quá cao. Hãy liên hệ với Huga, đặt gói giá rẻ, an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Huga Quỳnh. Thì hôm nay mình sẽ làm clip theo yêu cầu của một bạn. Đó là dược cái chương 8 thử thách của nữ thần. Thì ải bình thường thì mục đích á, mà bạn này yêu cầu mình làm á, là để cho bạn lấy trang bị. Thì để lấy trang bị á, thì các bạn sẽ phải đánh một ải rất nhiều lần. Vì vậy á, thì hôm nay á, mình sẽ làm đầu tiên á, là mình sẽ đánh làm sao để cái ải đó được 3 sao. Thì lần sau khi các bạn đánh á, thì các bạn chỉ việc bỏ qua thôi, các bạn quét nè, rất là nhanh đi. Nó còn nếu mà các bạn mà không được ba sa ba cái vương miện này nè thì lần sau các bạn vẫn phải vô, các bạn đánh lại từ đầu. Ví dụ hôm nay Uga sẽ làm ba ải, ải 8.3, 8.6 và 8.9. còn ải 8.12, 8.15 và 8.18 Uga sẽ nợ các bạn dòng cái clip sau, vì nếu mà làm hết 6 ải trong một clip á, thì cái thời lượng clip nó quá dài, mỗi lần các bạn xem á, thì cái YouTube nó sẽ tải cho các bạn khá lâu và các bạn tua mất tua tua lại, nói chung lại là mất thời gian của các bạn lắm. Cho nên một clip Huga làm 3 ải rồi clip sau Huga sẽ đăng tiếp 3 ải cho các bạn nhé. Ải 8.3 thử thách lòng dũng cảm. Boss của ải này là Wesley, người giữ lời thề. Thì con này nó là một cái dạng con tăng cơ nhưng mà cũng không mạnh lắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ set cái đội hình để dược ải này như sao. Mình hồi máu qua tiên thì bên kia nó có một tăng cơ thì mình cũng nhét con tăng vô. Nếu mà các bạn ở cái chương 8 này thì phần nhiều thì chắc các bạn có hiệp sĩ hoa hồng. Tuy nhiên ở đây mình sẽ có thể mình không dùng hiệp sĩ hoa hồng để cho các bạn dễ dàng hơn, mình dùng Bucky, hiệp sĩ địa ngục. Còn hai vị trí còn lại thì mình có thể mình sẽ chọn sát thương vật lý và kèm với một con sát thương phép. Rồi, mình sẽ bắt đầu dược ải các bạn. Ải thứ nhất thì nó có một bầy lính, có một cái con này, con gì, con này là con thợ rèn linh hồn cái gì nè, hai con thằng lùn, ba con cung thủ, với con này nó giống như là con phù thủy gì đó các bạn. Nói chung là dược ải này thì sức mạnh của anh hùng các bạn thì các bạn đeo bao nhiêu trang bị, các bạn lên khung nữa thì nó sẽ thể hiện hết. Nó khác so với ải thử thách. Ải thử thách thì năng lực bị giới hạn. Kích hiệp sĩ địa ngục trước nè. Chờ tạm coi con nào nó sát thương mình đóng băng nó lại trước. Đóng băng con bóng đi. Choáng nè, hồi máu cho đội hình, xạ tiễn, bóng nó đang bắt cái con qua tiên, giờ mình sẽ đóng băng bóng lại. Nói chung là cái này mình cũng vừa cải cách đây cũng khá lâu, cho nên về cái đội hình thời đời lúc mình vừa mình cũng không nhớ đội hình gì. Còn tướng của mình thì bây giờ nó cũng đã full vàng, full trang bị hết rồi. Cho nên đánh có đôi lúc nó dễ qua hơn. Cho nên mình chọn những cái đội hình, mình không chọn những cái đội hình ưu việt nhất. Mình chỉ chọn những đội hình tầm trung để cho các bạn dễ dàng. Giờ mình sẽ đóng băng trước nhé. Kích hiệp sĩ địa ngục. Mình đợi hiệp sĩ địa ngục nó đi gần tới đội hình mình mới kích nha các bạn. Xạ tiễn. Gây choáng cho nó. Squid lay thì nói chung lại cũng không quá mạnh. Cái ải này thì cũng chỉ là ải thường thôi, cho nên mình đánh cũng rất dễ dàng. Rồi, mình đã vừa cải thành công. Và cái điều quan trọng ở đây là mình đã đạt được 3 sao ở cái ải này. Thì giờ 3 sao này thì các bạn có thể càng quét được ở những lần đánh sau ha. Tắt
8.6 thử thách trí tuệ boss của ải này là Huyền Triết Bảo Tố. Thì Huyền Triết Bảo Tố nói chung lại là một cái con mà giống như là nó thiên về cái sát thương phép thuật, và nó phải nói là một cái con mà nó hỗ trợ nhiều hơn là đánh. Nó sẽ là có cái kỹ năng nó làm giảm cái em đáp của các bạn, có nghĩa là cái khả năng phòng thủ phép thuật, và nó cũng có một cái khiêu nó tăng phản xạ cho đội hình. Thì khi mà cái tăng phản xạ này lên đó, thì cái đội hình đó sẽ được giống như giảm cái sát thương, giảm cái sát thương vật lý. Nói chung lại thì nó là một cái con tướng mà giống như thiên về mà hỗ trợ nhiều. Thì để dựa cái ải này mình sẽ xét cái đội hình như sau. Đầu tiên là vẫn là con hồi máu qua tiên, mình vẫn không dùng hiệp sĩ hoa hồng, mình chọn thợ săn thú. Mình sẽ bỏ qua cái sát thương phép, mình sẽ dùng những cái con vật lý thôi. Con quả đen, nói chung lại là nếu mà mình dùng phép đó là khi con huyền triết nó khống chế mấy con phép thuật mình cũng không làm gì được đâu. Hai con tăng cơ nha các bạn, mình chọn Bucky với hiệp sĩ địa ngục. Rồi bây giờ mình sẽ dược nha các bạn. Ở đây thì mình hạn chế mình không dùng hiệp sĩ hoa hồng. Rồi, ải thứ nhất nó có một cái con rùa bự chà bá luôn. Rùa này nó dẫn hồi máu khi nó rút vào mai. À, nó có mấy cây trụ. Bạn nhớ là bắn bắn mấy cây trụ, bắn phá trụ ha. Bắn phá trụ để trụ nó không bắn mình. Đóng băng con rùa lại. Nói chung thì những cái ải này thì có bạn cũng vượt vài lần rồi. Mục đích đó, hôm nay mình xét đội hình vượt đó là để cho các bạn đạt được 3 sao thôi. Ải này nó có một bầy nham thạch, hai con quả linh với con lò thiêu. Mình sẽ gây choáng tập thể tụi nó. Tiếp theo đó mình xạ tiễn. Đóng băng tụi mày lại, hồi máu lên cho đội hình. Thợ săn thú bắn con lò thiêu nè. Rồi lò thiêu còn có một tí máu thôi các bạn. Nói chung lại là nó vẫn còn đủ để nó thiêu. Xạ tiễn nó luôn. Rồi, hoàn thành nãy thứ hai luôn. Rồi mình sẽ qua đây mình hồi máu lại trước. Đợi đợi hiệp sĩ địa ngục tiến gần hơn mình sẽ đóng băng mấy con bảo thạch. Rồi, tiếp diện đã đến. Con Huyền Triết Bảo Tố xuất hiện. Bây giờ mình sẽ bắn Huyền Triết Bảo Tố. Huyền Triết Bảo Tố nó đánh là sấm sét và lốc xoáy nha các bạn. Đây, lốc xoáy của nó xoáy 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 con tướng mình bay vòng vòng, mình gây choáng cho nó trước đi nè. Xạ tiễn nữa nè. Rồi, bảo thạch của nó đã ra đi rồi, còn có một con bảo thạch, mình sẽ tiêu diệt luôn con bảo thạch này để giảm cái sát thương. Rồi bây giờ mình sẽ chơi cái trò mới, đó là trò một bầy đánh một đứa. Qua tiên hồi máu lên. Rồi, cơ hội lấy ba cái vương miện nằm trong tầm tay luôn ấy các bạn. Rồi, hú ghê cho nó dược ải thành công và lấy được ba cái vương miện nha các bạn. Tám chấm chín thử thách hoa hồng. Boss của ải này là hiệp sĩ hoa hồng. Hiệp sĩ hoa hồng thì nó là cái dạng tăng cơ, mà cái khả năng phòng thủ vật lý, khả năng phòng thủ phép thuật của nó thì khá ưu việt rồi. Kèm theo đó nó lại có cái khả năng sát thương rất là lớn nữa. Nói chung lại là lớn ở đây là lớn so với những cái con tăng, chứ không phải là lớn so với những cái con sát thương vật lý hoặc sát thương phép đấy các bạn. Thì đánh nó thì cũng khó, mà nó đánh mình đó thì lại thấm. Nói chung lại là nó cũng thuộc cái con tướng rất là ưu việt. Thì mình sẽ xét cái đội hình để vượt ải này như sau. Đầu tiên mình chọn hồi máu qua tiên nè. Thì hiệp sĩ hoa hồng nó cũng khá trâu. Kill của nó lại gây choáng nữa. Nhưng mà ở đây mình, như mình nói từ đầu clip là mình sẽ không dùng nó luôn. Mình chọn con Bucky, hiệp sĩ địa ngục, với lại con bà chúa tiết. Còn một vị trí mình sẽ chọn đó là con thợ săn thú.
Rồi, cả ba ba con này nó có hiệu ứng nha các bạn. Con này là choáng 5 giây, con này đóng băng. Con này thì đóng băng. Rồi. Cái thứ nhất thì nói chung cũng không có gì đáng ngại, các bạn cứ từ từ đánh thường rồi nó cũng qua thôi. Vượt cái này trước mình cũng vượt khá nhiều lần. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ đóng băng cái con người cây. Ở này thì có con người cây. Người cây thì nói chung nhìn chung lại thì nó khá cứng. Nhưng mà sát thương của nó thì cũng không có gì đáng ngại cả. Mình bắn con này con cái gì quái điểu hay gì nữ quái điểu. Choáng nó lại nè. Tiếp tục đóng băng lại nè. Nói chung lại là đánh nhanh thắng nhanh thôi. Rồi bây giờ tiếp tục làm cái màn tích kill. Ải thứ ba chùm xuất hiện. Chùm ở đây là con hiệp sĩ hoa hồng. Tuy nhiên có con hoa tiên. Giờ đóng băng con hoa tiên lại nè. Hồi máu lên. Thợ săn thú bắn hoa tiên. Choáng hoa tiên nè. Không cho hoa tiên hồi máu. Chết hoa tiên luôn. Đóng băng đội hình lại nè. Thợ săn thú bắn hiệp sĩ hoa hồng. Đóng băng hiệp sĩ hoa hồng. Hồi máu cho đội hình. Bên nó mất hồi máu rồi cho nên mình cứ rỉa từ rỉa 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 từ từ nó chết thôi các bạn. Hồi máu lên đóng băng hiệp sĩ hoa hồng lại. Tiếp tục thợ săn thú bắn hiệp sĩ hoa hồng. Hiệp sĩ địa ngục đóng băng lại nữa. Rồi nó còn hai con. Từ nãy đến giờ mình hồi kêu dùng không được là do cái con kẻ lừa đảo này nè các bạn. Rồi hiệp sĩ hoa hồng đã chết. Kẻ lừa đảo nằm xuống luôn. Rồi mình đã dược thành công cái hải 899 và được ba cái vương miện. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Thì nếu các bạn có gì thắc mắc cứ comment bên dưới video, Muga sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn. Xin chào.